Ngô An xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn, kênh chuyên review bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh này ha. Thì Ngô An đang có mặt tại một cái vị trí ngôi nhà là nhà mức giá rất là rẻ nha. 890 triệu nha cô chú anh chị. Nhà một trệt hai lầu ha. Hai phòng ngủ, hai ba nhà vệ sinh ha. Một nhà vệ sinh ở dưới lầu ở lầu 2 nè, lầu 1 một cái và tầng trệt này một cái ha. Đây, và con đường trước nhà mình là đường rộng nè, đường rộng 4 mét ha. Hướng này là mình đi ra là mình sẽ đi thông ra đường tỉnh lộ 10 nè. Còn hướng này là mình sẽ đi thông ra đường bia truyền thống. Còn vị trí này á, là mình sẽ thông ra lại đường Lê Đình Cẩn nha cô chú anh chị. Ra mặt tiền đường đường Lê Đình Cẩn ha, ra ngay chỗ chợ Lê Đình Cẩn luôn. Hẻm 213 đường Lê Đình Cẩn mình đi vào nè ha. Ở nhà thì nhà nó hậu nha. Ngang 3m35. Chiều dài á, bên này á là 2m3 nè. Bên này á là 3m ha. Rồi bên trong này nở hậu ra là 4m7 nha. Tính từ vị trí này qua bên này là 4m7 ha. Đó, và toàn bộ bên trong của ngôi nhà của mình đây nha cô chú anh chị. Nhà mới ha. Hai phòng ngủ, ba nhà vệ sinh. Chủ đang cho bán với mức giá là 890 triệu nha cô chú anh chị.